Hi, Missy xin chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta sẽ học về English words you may pronounce wrong, có nghĩa là những từ tiếng Anh bạn có lẽ hay là có thể phát âm sai các bạn nhé. Rồi, có 10 từ ngày hôm nay. Từ đầu tiên nè, chocolate. Từ này rất là nhiều bạn học viên của cô Huyền sẽ đọc là chocolate hả? Hay là chocolate? Trời ơi, dễ sợ luôn, bực bội tại vì sửa hoài mà vẫn cứ sai các bạn nhé. Cái này cái chữ CO này, cái chữ cô này mình không đọc có rõ đâu, đọc như là âm cờ thôi ha, chữ ca nhẹ bật ra chocolate. Nghe dễ thương vậy mà không đọc là chocolate nha. Chocolate. Chocolate các bạn ha. Number 2 nè. Toothpaste. Có nghĩa là kem đánh răng các bạn ha. Từ này hơi khó đọc một chút bởi vì nó có âm TH ở giữa. TH ở giữa này mình đưa lưỡi ra. Tooth. À, paste. Là có âm ST ở giữa nữa, cụm phụ âm nữa. Nên hơi bị rối ha. Toothpaste. À, mình đọc chậm một chút rồi sau đó mình từ từ mình nối lại nhé. Toothpaste. Toothpaste. À, kem đánh răng. Number 3 nè. Mình nhìn thấy mặc dù đây là từ post nhưng mà mình không đọc là postpone hay là postpone nhé. Mình sẽ đọc là postpone. Postpone. Postpone có nghĩa là giống như từ delay á, có nghĩa là trì hoãn ha. Được chưa? Postpone. Nó không phải giống như từ cancel đó các bạn nhé. Từ cancel nghĩa là hủy luôn, còn cái postpone này có nghĩa là đó, giống kiểu delay bị trì hoãn lại tới một cái thời điểm nào khác. Postpone. Number 4 nè. District. Từ này á, khi mà hỏi về bạn sinh sống ở đâu á thì các bạn thường gặp rất là nhiều khó khăn luôn, bởi vì không hiểu sao cái từ này đã khó với các bạn như vậy luôn á. Districts có nghĩa là huyện hay là quận các bạn nhé. Các bạn nhớ là bởi vì nó có cái âm S ở giữa này, xong mình mới đọc từ trick nè. Đi xong mình xì một cái rồi mình mới đọc từ trick nha. Mà không phải trick đâu, mà nó là chữ âm TR, từ chữ T và chữ R nhẹ. Trick, banh cái mỏ tròn cái miệng ra trick. Xong rồi đi xì một cái rồi mới trick nha. District có nghĩa là district có nghĩa là gì ta? Có nghĩa là quận huyện các bạn ha. Nhưng mà các bạn nhớ là nếu như mà là quận hay huyện đó mà tên chữ là chữ thì mình sẽ đọc cái chữ trước rồi mình mới đọc cái từ district này sau. Ví dụ Gò Vấp District hay là Tân Phú District hay là Phú Nhuận District, Tân Bình District. Nếu như mà là số ha, ví dụ District 1, District 3, District 5, đó quận 1, quận 3, quận 5, cái kiểu như vậy các bạn ha. District. Number 5 nè. Culture, không đọc là kênh chờ hay là câu chờ hay cao chờ các bạn nhé. Nó sẽ là chữ V ngược á, thêm chữ L cong vô culture. Culture có nghĩa là văn hóa ha. Culture. Rồi số 7, số 6 nè. Từ này các bạn hay gặp ha. Passenger. Không phải là passenger hay là passenger đó các bạn nhé. Passenger. Passenger. Passenger có nghĩa là hành khách, mình hiểu là khách hàng đó, thì thường có nghĩa là mình mua dịch vụ hay là sản phẩm của một ai đó thì mình đúng là khách hàng, nhưng mà trong cái phương tiện vận tải đó, thì người ta lại dùng từ hành khách các bạn nhé. Passenger. Rồi số 7 nào. Con này dễ thương. Giraffe. Giraffe chính là hươu cao cổ đó các bạn ha. Nhưng mà các bạn thường này thì hơi khó đọc một chút, bạn thấy ha. Các bạn cứ thấy là GE hay là GI thì các bạn nhớ là chữ thường nó là chữ D số 3 móc cái này, các bạn giật mỏ ra nhá. G. Như vậy đó. Passenger. Đó, cái này sẽ là giraffe chứ không phải là giraffe hay là giraffe vậy các bạn nhá. Giraffe. 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 Right. Number 8 của mình luôn là successful. Successful có nghĩa là thành công. Rất là nhiều các bạn sẽ đọc là, thường các bạn sẽ đọc là successful. No, successful. Successful, trời ơi, không bao giờ đọc là từ full nhé. Từ cái từ mà cái kiểu như là cái từ nao bụng mà người ta đọc là full hay là full time, kiểu vậy, chứ người ta cũng đọc là full nữa các bạn ha. Nên các bạn đừng có đọc là successful hay beautiful, wonderful. Trời ơi, gớm lắm, sai rồi. Người bạn ngữ không có đọc như vậy nha. Đó, và các bạn phải nhớ một điều nữa là bởi vì cái từ success á, là cái sự thành công, nó có chữ S này nên các bạn phải xì. Rồi các bạn mới đọc cái âm phồ này ha. Các bạn nhớ thường mà chữ L đứng ở cuối như này này trong phiên âm á thì nó sẽ đọc là như kiểu như chữ O nhẹ một chút. Ví dụ chẳng hạn như là beautiful nè, apple nè,
table nè, đó, hay là successful các bạn nhé. Và nhớ làm ơn là phải xì rồi mới đọc chữ full nhé. Successful, đó, successful, đó, thành công các bạn ha. Number 9 nè, từ này sẽ là từ result. Result có nghĩa là kết quả đó các bạn. Nhưng mà thường thì các bạn đọc là gì nhỉ? Result hay là result? Result, nó gọi là từ result các bạn nhé, nó là từ result. Chữ vên ngược có xong mình bị là result, không đọc là result, result nhé, result. Rồi tiếp, number 10 nè. Từ này là shortage. Mặc dù cái âm cuối của nó là từ H, thường nhận là như vậy, H, nhưng mà không đọc là shortage, mà sẽ đọc là shortage. Shortage có nghĩa là sự thiếu, thiếu hụt cái gì đó các bạn ha. Có nghĩa là thiếu cái gì đó, không đủ cái gì đó, shortage. Rồi, trừ cái từ postpone này là động từ đó các bạn nhé. Và cái từ successful này là tính từ, thì còn lại của mình sẽ là danh từ hết ha. Rồi, again nè, chocolate, đọc chậm nhé, chocolate. Rồi, toothpaste, toothpaste. Postpone, postpone. District, district. Culture, culture. Passenger, passenger. Giraffe, giraffe. Successful, successful. This one. Result, result. Shortage, GE nè, đó, cứ GE rồi GI các kiểu như vậy thì các bạn nhớ giật cái mở ra nhé. Shortage. Rồi mình sẽ tới với ví dụ các bạn nha. I'd like a chocolate ice cream, please. Ví dụ các bạn khi mà các bạn tới cửa hàng tạp hóa này, gần tiện lợi này, hay là các bạn đi order nhà hàng đồ ăn gì đó, các bạn muốn gọi một cái gì thì các bạn gọi gì đấy. I'd like a chocolate ice cream, please. I'd like hoặc là I will, thường là I'd like nó sẽ lịch sự hơn là I want to ha. I would like đó các bạn. I'd like mình nối vô I'd like a chocolate ice cream. Nhưng mà sẽ em mình xì đó nhá. Ice. Đó cr nữa. Ice cream. Ice cream. Please. I'd like a chocolate ice cream, please. Tiếp nào. Toothpaste. Dad, where is the toothpaste? Ba hả, cái gì đây, cái kem đánh răng ở đâu rồi? Ví dụ mình đang ở trong nhà tắm và mình không thấy kem đánh răng đâu, và mình hỏi ba, gọi vớ lên mình hỏi đó. Dad, where is, nếu như where is the toothpaste? Mấy em TH lẫn hơi khó nhỉ? The toothpaste. The toothpaste. Rõ chưa? Ha? Dad, where is the toothpaste? Postpone. Today's meeting has been postponed. Cái cuộc họp ngày hôm nay, nếu mà các bạn thấy cái sở hữu cách này S này thôi, thì các bạn cái sở hữu cách này có thể dùng cho người nè, thời gian nè, hay có thể dùng cho ví dụ nơi chốn thì cũng được nữa. Thì các bạn sẽ làm sao? Các bạn nhớ là các bạn dịch ngược lại nhé. Có nghĩa là thì nó giống như kiểu từ của đó, cuộc họp của ngày hôm nay, ý là cuộc họp ngày hôm nay đó. Today's meeting has been postponed. Today's meeting has been postponed. District. Her house is located in District 1, I think. Tôi nghĩ rằng, có thể I think các bạn để đầu cũng được, để cuối cũng được ha. Nhưng mà để cuối thấy sang. Ok. Tôi nghĩ rằng nhà của cô thì tọa lạc, locate có nghĩa là kiểu như danh từ của nó là từ location đó các bạn. Như giống như từ position, địa điểm, vị trí, nhưng mà mình sẽ dịch từ này có nghĩa là tọa lạc ở quận nhất, quận 1 ha. Her house is located in, district 1, I think. Her house is located in district 1, I think. Còn nếu như mà mình nhớ là tên chữ thì mình ví dụ chẳng hạn như là Phú Nhuận district thì mình đổi lại nhé. Phú Nhuận district hay là Tân Phú district ha. Tiếp. Culture. My mom is really interested in Japanese culture. Dịch đã. Mẹ tôi
rất là thích hay là kiểu thích thú quan tâm đó tới gì đây, văn hóa Nhật Bản ha. Mình nhớ là quốc gia của mình thì sẽ là Japan, nếu mà ông hay nha, Japan. Nhưng mà là cái gì, nếu mà là tính từ thì mình nhấn vào âm ba Japanese, thường mà có ese thế nên mình sẽ nhấn vào âm đó luôn ha, Japanese, Japanese, Japanese culture. My mom is really interested, nhớ sĩ interested in, know you're interested in Japanese culture. My mom is really interested in Japanese culture. Passenger. This airport has around 15 million passengers per year. Cái gì đây? Airport đó các bạn. Airport, sân bay, trời ơi. Cái sân bay này có khoảng gì đây? Around bằng cái từ about nha, có khoảng 15 triệu lượt hành khách mỗi năm. Per year giống như từ a year, hay là các bạn có thể thay cái này per year bằng every year cũng được nhé. Hay là annually hay là yearly cũng được luôn. This airport has around, no, this airport has around 15, không phải là 15 nha các bạn nhé, 15 million passengers per year. This airport has around 15 million passengers per year. Giraffe. Look at this picture. How many giraffes are there? Hãy nhìn bức tranh này. Có bao nhiêu gì đây, gọi là there are là có đó, có bao nhiêu gì đây con hươu cao cổ. Ví dụ mình nói trống, mình học trò của mình nhìn cái bức tranh này đếm coi xem có bao nhiêu con giraffe đó, thì kiểu cái này sẽ rất là phù hợp với các phụ huynh khi mà dạy cho các con nhìn bức tranh vô xong cứ hỏi how many cái gì đó, hoặc là where is cái gì đó ha. Ví dụ hỏi con where is the giraffe đó, xong con sẽ chỉ vô this is the giraffe, that is the giraffe, xong mình hỏi là how many giraffes are there, kiểu vậy ha, để cho các bé kiểu từ từ các bé tập nói tiếng Anh có tính tương tác vậy đó. Rồi look at, know your this picture, look at this picture. How many giraffes are there? À mà mình nhớ dùm á là thường sau how many sẽ là số nhiều nhá. Thì thường có nghĩa là mình sẽ thêm s. Nhưng mà cái trường hợp này đối với cái từ giraffe á, là số ít cũng được mà số nhiều không cần thêm s cũng được luôn. Có nghĩa là số ít và số nhiều đều có thể là một từ giraffe cũng được. Còn mình thích thì mình thêm s cũng được luôn ha. Nhưng mà mục đích huyền thêm ở đây để cho các bạn biết là sau how many mình sẽ cộng với số nhiều. Ha. Look at this picture. How many giraffes are there? Successful. Oh my God, so hot here. Now, I hope I can become a famous and successful artist. Tôi hy vọng tôi có thể trở thành một, nè, dịch ngược lại. Từ cái chỗ kiểu từ này một sau mình sẽ dịch ngược lại từ danh từ rồi về từ tính từ nha. Nghệ sĩ, artist có nghĩa là nghệ sĩ, những người làm nghệ thuật đó, ca sĩ, diễn viên, người mẫu, kiểu nổi tiếng và thành công. Ha. Success, nhớ gì nha, successful. I hope I can become a famous and successful artist. Test. Nhớ đọc rõ ra. Famous and know your. Cái này khỏi cần đọc an artist. Các bạn biết rồi ha. D rồi đằng sau đó là phụ âm thì mình khỏi cần đọc T hay D. Kiểu như vậy. I hope I can become a famous and successful artist. Result. Have you had your exam results yet? Bạn đã có kết quả kỳ thi, gọi là exam là kỳ thi, thường là ví dụ cuối kỳ á, final exam là kỳ thi cuối kỳ đó. Chưa, yet là chưa. Yet thì thường dùng trong hiện tại hoàn thành đó. Đó, yet là chưa. Bạn đã có kết quả kỳ thi chưa? Ha. Have you, no your, have you had your exam? Cái này exam chứ mà là exam nhá. Exam chữ Z, exam results yet? Have you had your exam results? Oh my god. Have you had your exam results yet? Rồi. The last one này các bạn. Shortage. We are facing a serious labor shortage. Facing nó giống như từ kiểu như là dealing with hay là cope with đó, kiểu vậy ha. Face or cope with, deal with có nghĩa là đối mặt, thường là sẽ đi với một cái problem hay là một cái difficulty gì đó. We are facing a serious, nhớ gì nhá, a serious labor shortage.
giáo dục mỏ. Rồi, khá là dễ các bạn ha. Cũng không biết là tùy từng người, nhưng mà giáo viên đã cố gắng đọc chậm rồi, các bạn cố gắng nhớ đọc sao mấy từ này cho chuẩn các bạn nhé. Ok, so that's all, goodbye, see ya.